Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Santa Fe dầu cao cấp màu trắng ngọc trai của Hyundai Bắc Ninh. Thì anh chị có thể thấy là Hyundai Santa Fe trong thời gian vừa qua cũng đang được giảm giá rất là nhiều. Thì hiện tại xe 2022 bên em đã bán hết và trong tháng này thì bên em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá của Santa Fe phiên bản sản xuất 2023 cũng như là những cái quà tặng cho anh chị, kèm chính sách trả góp rồi giá lăn bánh về thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận. Thì Santa Fe thì vẫn nổi tiếng là một chiếc xe gầm cao bán chạy và có cái động cơ dầu của Hyundai rất là bền. Với hệ thống dẫn động hatchback 4 bánh thì Santa Fe luôn đứng trong top những chiếc xe SUV bán chạy nhất. Và đây chị có thể thấy là chiếc xe được vinh danh do tạp chí VN Express bình chọn là chiếc xe của năm 2021. Đó. Về giá bán của Santa Fe phiên bản 2023 này, hiện tại với giá mức giá niêm yết của xe đó là 1 tỷ 375 triệu, thì hiện tại chính sách giá bán của bên em cũng giảm rất nhiều cho khách, giảm lên đến 70 đến 75 triệu cho khách hàng. Và cái quà tặng cho khách hàng thêm nữa, bên em tặng cho khách hàng bộ phim cách nhiệt New Sun của Mỹ bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng da và thêm một vài quà tặng cơ bản nữa. Về giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh cho quý khách hàng chỉ rơi vào tầm độ khoảng 1 tỷ 440 triệu, và đã rẻ hơn cái thời điểm cách đây khoảng 3-4 tháng trước rất là nhiều. Màu xe em sẵn có cho khách hàng đó là màu trắng, màu đen và màu đỏ. Còn phiên bản Hyundai Santa Fe phiên bản xăng cao cấp thì hiện tại bên em đang bán với mức giá cho khách hàng đó là từ mức giá niêm yết là 1 tỷ 275 triệu, thì hiện tại bên em đang bán với mức giá là 1 tỷ 210 triệu cho khách hàng, và quà tặng cũng như là phiên bản dầu cao cấp. Và cái mức giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ 340 triệu. Hiện tại bên em vẫn hỗ trợ chương trình trả góp cho khách hàng đó là tối đa 80% giá trị xe, thời gian là tối đa là 8 năm, với mức lãi suất cực kỳ là ưu đãi từ 0,8% một tháng. Thì những cái công nghệ nổi bật của Santa Fe trên phiên bản cao cấp đó là cửa sổ trời toàn cảnh panorama cũng như là gói Hyundai Smart Sense là hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ và phương tiện phía trước cũng như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Nó kiểm soát hành trình chủ động giữ khoảng cách phía trước SCC. Và cần số bằng nút bấm thì được trang bị cho tất cả các phiên bản. Trên phiên bản cao cấp thì bên em được trang bị thêm đó là hệ thống nhớ ghế, nhớ gương và nhớ cái kính HUD hai vị trí, kèm theo là thông gió, làm mát và sửa ấm hàng ghế phía trước. Tất cả phiên bản Santa Fe thì đều được trang bị cốp điện và hệ thống đèn full LED trên phần đầu xe, thì cũng được trang bị đó là cái lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng rất là sang trọng. Đó, cam 360 thì được trang bị cho phiên bản cao cấp. Thì anh chị quan tâm đến Hyundai Santa Fe vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.